Cá sấu ăn chay 75 tuổi qua đời. Con cá sấu ăn chay. Babia được biết đến là con cá sấu ăn chay. Nó sống trong hồ nước ở đền Ananthapura, bang Kerala, Ấn Độ. Suốt nhiều năm trời, nó trở thành tâm điểm chú ý với những tín đồ tới thăm đền. Do đó, cái chết của Babia nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông Ấn Độ. Bỏ ăn nhiều ngày. Con cá sấu chết vào đêm 9 tháng 10. Nó đã bỏ ăn nhiều ngày. Khoảng 22 giờ hôm 9 tháng 10, một số người nhìn thấy xác con cá sấu nổi lên mặt hồ. Bà Lakshmana Hepba, 63 tuổi, người quản lý ngôi đền, cho biết, chúng tôi thấy con cá sấu không khỏe nên đã gọi bác sĩ thú y tới. Suốt 2 ngày trước khi Babia chết, chúng tôi hoàn toàn không thấy nó. Mọi người tìm kiếm và tới tối chủ nhật, chúng tôi thấy nó đã chết. Kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm. Xác con cá sấu đã được các tín đồ chuyển tới, chôn cất tại đền Ananthapadmanabha Swami Kasaragod, bang Kerala. Thư ký Jinotthara Samithi Ramachandra Bhatt của đền Ananthapura cho biết họ có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm cho Babia. Tuy nhiên, điều này cần sự cho phép của những sư thầy lớn trong đền. Một số tin đồn truyền miệng. Theo những câu chuyện truyền miệng, một lính Anh đã giết con cá sấu từng sống trong hồ trước Babia vào năm 1945. Ngay trong đêm con cá sấu kia chết, Babia xuất hiện một cách bí ẩn. Qua thời gian, nó được gọi là cá sấu thần thánh khi chỉ sống trong đền và ăn chay. Một số tin đồn nói khi ngôi đền đóng cửa vào ban đêm, Babia sẽ rời hồ và ngủ trong khuôn viên đền. Tới sáng, nó lại trở về sống dưới nước. Có câu chuyện truyền miệng nói Babia từng đi vào đền nhưng khi được sư thầy nhắc nhở, nó đã rời đi và trở về chỗ cũ. Babia được nhận xét khá hiền. Bên cạnh việc ăn chay, con cá sấu này cũng được nhận xét khá hiền. Nó chưa bao giờ cắn người dù có một vài vụ trẻ con ngã xuống hồ. Thứ nó yêu thích là lễ vật của những tín đồ mang tới đền. Người ta tin trong thời gian tới, một con cá sấu khác sẽ xuất hiện thay thế Babia. Nếu bạn thích video này, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.